gần cạnh, ước gì nhà mình chung vách, hai đứa mình thức trắng đêm. Ông bố sắp đi chơi chia tám các bác nhá. Chiếc này là lấy tên là cây tám. Tên cây tám thì rất hiếm ạ, tên là tám thì rất nhiều. Chân thành ước nguyện trọn đời yêu em, chớ đừng giận anh nhé. Em ơi đừng bao giờ nói chia lìa, sẽ làm tội nghiệp anh lắm, đã thương nhau chớ phụ tình nhau. Thức trọn đêm để nhớ thương em, sương rơi lạnh căm cánh vật im lìm. Ước gì mình đừng ngăn cách, ước gì nhà mình chung. Đây em cho đĩa than nghỉ và em mời các bác nghe cassette. Là tìm trên internet và chúng ta cần phải tương tác gặp nhau. Cửa 1 nha các bác nha.